Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên thử thách mở 311 tỷ thách coin để coi xem bao nhiêu tiền mới ra được một con legend gì đó không biết. Sử dụng auto click nha. Xúc đổi cây ra nó không. Các bạn nhớ cơ thể ra là mở bếp mà nó mắc hết nha. Rồi bếp đâu mở 311 tỷ. Sử dụng auto click. Nó vô mình ra được hơn con hơi biết trời. Vô con một. Chờ chút nha mọi người. Chờ một chút. Thế cái trò này
Mình chơi 5 con thôi nha. Xe rồi, mới vô xe rồi. Cụ thế. Mình chơi mau rồi. Không. 5 con. Các bạn nó sợ. 5 con mà các bạn sợ gì. Hên thì nó lên, hên thì nó lên nha. Có 4 con cạp rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nó cứ tiếp tục. Đã. Ừ. Khe. Nãy giờ mình đâu khe được. Nó khe con. Đây. Nguyễn cánh. Và sau đây là thành quả của mình, tầm 42 triệu. Mình có được tầm 3 con Epic. Mình phe 1 con Epic.
sau tổng cộng là 15 con không biết tay. Không cần gì mình cũng không biết tay mà có hơn con rè. Rồi giờ mình vô không xa luôn nha các bạn. Còn con bóng con rồi luôn cửa lên không. Anh thử 32 triệu của mình. Thôi có được một con legend không? Các bạn chơi trước là bả con. Một con không thôi. Mình đổ phe hơi con nha. Còn vả chịu nó đi đó hả. Mình phe luôn qua con. Một ngày không xuống xả lắm. Đối với mình là 4 năm. 5 con là không đủ rồi. Rồi mình sẽ làm thử nha các bạn. Rồi mình cuối cùng đã lên được một con legend cho toa super. Rồi ba các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.